đẹp thế nhỉ. Alo, alo, mày hay tay tỏi? Ấy. Tao nghe nói là mày ăn cay ghê lắm phải không? Hơi đây đi, tao có thử thách cho mày đây. Đợi đợi tao xíu tao ra đi. Ừ, ra đây. Ừ. Gì đây? Ăn con gà này với cả 5 chai sâm giang. Được, 20 triệu. Tiền đây. Thử thách này nghe nó quen quen nha. Ok, chấp nhận thử thách. Thì nó sẽ tự động phân tích ra sở thích của người ta. Thế ông chỉ việc chữa vào đó và tán gái thôi nha. Chúc ông thành công. Anh đi. Ok, vì 20 triệu. Hai mươi triệu đâu?